Rồi, chúng ta sẽ tiến hành lai chế trực tiếp vào cái mạch điện như này. Thì trên cái bo công suất của Daikin thì các bạn quan tâm cho mình hai cái vị trí. Thứ nhất là cái giắc cắm tại cái giắc cắm của quạt 7 giây. Thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị cho mình một cái giắc cắm 4 chân như thế này. Đấy, một cái giắc cắm có 4 giây như này, các bạn có thể lấy cái giắc cắm sensor nào đấy hay là một cái giắc nào đấy các bạn cắm vào đây cho mình. Cắm vào cái vị trí mà nó có 4 chân liền nhau như này cho mình. Ok. Rồi. Cái vị trí thứ hai mà các bạn để cho mình đó là gì? Cái cầu nắn diode, thì các bạn thấy cầu nắn diode này ở đây người ta đều có ghi cả cộng này, dấu ngã này và trừ. Như vậy chúng ta quan tâm đến cái cầu nắn diode ở đây, nó có hai cái chân ở giữa như này. Đấy. Đấy, các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy là cái cầu nắn diode rồi. Thế để tiết kiệm thời gian quay video clip thì mình đã hàn sẵn một cái dơ le theo như cái sơ đồ mình vừa chia sẻ cho các bạn, là mình sẽ hàn là gì, hai cái vế tiếp điểm này mình chia ra, hai chân cuộn hút là mình đã hàn dây sẵn rồi, hai dây cuộn hút này, hai dây tiếp điểm để mình sẽ đấu cho bo 555 này. Thì cặp vế dưới này thì chúng ta sẽ hàn gì, chân cuộn hút chung cùng với chân tiếp điểm. Đấy, đây theo như trên sơ đồ thì mình sẽ hàn giống, mình hàn giống như ở trên này cho các bạn. Thứ nhất là chân cuộn hút này, hai chân cuộn hút này thì một chân mình sẽ để tí mình hàn vào đây, và một chân mình sẽ đấu để mình hàn thêm một cái dây phụ lên để tí nữa mình gì, mình mắc cùng với chân cho cái quạt. Thế còn cặp tiếp điểm hai cái dây vàng này, hai cái dây vàng này chính là gì, chính là cái sợi dây cấp nguồn VCC cho bo 55 và cái sợi dây nguồn 5V từ cái giắc cắm này mình lên đây, mình đã hàn thành hai dây đây rồi, dây màu vàng. Thế còn tại cái vị trí cặp tiếp điểm dưới này đấy, thì mình đã hàn gì, cái dây mà cấp nguồn cho cuộn hút này mình sẽ hàn chung sang cái tiếp điểm như này luôn rồi. Đây mình đã hàn chung sang tiếp điểm luôn như này các bạn nhé. Thế còn cái dây chân mà chờ, cần cái dây mà chân chờ ra tín hiệu để mà lắp cho quạt thì mình đã hàn ra dây màu xám này rồi. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành lắp theo đúng sơ đồ như vậy vào cái bo. Đầu tiên là các bạn sẽ lắp cho mình này. Đây là cái bo 55, chúng ta sẽ lắp theo thứ tự, tình tự cái dây ở đây. Dây đầu tiên là gì? Dây mát đúng không ạ? Dây mát thì chúng ta sẽ lắp vào cho mát của bo 555. Mình sẽ đấu nối cẩn thận luôn các bạn nhé. Chúng ta không được phép đấu tạm. Đấu tạm mà dễ bị chạm chập. Chúng ta sẽ đấu luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ đấu dây mát cho bo 55 này. Ok. Sau khi đấu dây mát cho bo 55 này rồi thì chúng ta sẽ đấu dây cấp nguồn dương. Thì theo như sơ đồ dây cấp nguồn dương 5V ở đây chúng ta sẽ đấu vào gì? Chúng ta sẽ đấu vào dây tiếp điểm của cái trên dơ le này, dây tiếp điểm của màu vàng này. Đấy, chúng ta sẽ đấu vào một chân, một dây tiếp điểm. Rồi, đầu ra của cái tiếp điểm đường 5V đó chúng ta sẽ đấu vào, chúng ta sẽ đấu luôn vào cái chân VCC của cái bo 55. Để khi con dơ le này hoạt động nó sẽ cấp nguồn 5V cho cái bo, cho cái bo 55 này luôn. Tạm thời mình bỏ cái quạt này ra cho đỡ vướng các bạn nhé. Ta sẽ bỏ cái quạt này đi. Rồi, mình sẽ cuốn gen cũng như là băng dính. Chúng ta sẽ đốt gen hoặc băng dính để cho nó đảm bảo an toàn luôn, chứ chúng ta không không ấy tạm bợ, chúng ta không làm tạm bợ. Rồi, thế cái bo 55 thì chúng ta sẽ còn cái dây gì? Dây phát xung này thì chúng ta sẽ đấu chập thành một. Dây này chúng ta sẽ đấu thành một và chúng ta sẽ mắc chung vào hai dây FB1, FB1, FB2 của cái dây này. Chúng ta sẽ chập dây FB1, FB2 và chúng ta sẽ đấu vào cái dây
xung phát ra đầu ra của cái bo 55. Như vậy là cái phần tín hiệu của cái xung hen cho cái quạt là chúng ta ok rồi. Đây, đấu xong dây này là chúng ta ok cái phần xung hen. Như vậy là gì? Cái phần xung hen là chúng ta ok các bạn nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Như vậy là chúng ta được cái xung hen rồi. Ta để tạm xung hen ra đây. Thế còn lại thì cái quạt AC. Đây thì cái quạt AC mình đã chuẩn bị đây rồi. Quạt AC này mình đã chuẩn bị ở đây. Và mình đã mắc sẵn tụ nó như này rồi. Chúng ta đã mắc sẵn cái chân tụ như này. Đấy. Quạt AC đấy thì mình đã mắc sẵn cho nó cái con tụ đây rồi. Thì nó chỉ còn hai cái chân này để chúng ta sẽ cấp vào điện 220 là nó chạy thôi. Rồi, thế thì một cái chân chung là cái chân mà mình hàn gì cùng với chân con hút của dây le này, chúng ta sẽ đấu thẳng cho cái quạt này luôn. Đây, chúng ta sẽ đấu vào cái quạt này. Thật ra các bạn là chịu khó ngồi nghiên cứu một tí thì chúng ta cũng sẽ làm nó sẽ đơn giản thôi. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình. Theo hướng dẫn chia sẻ của mình thì các bạn cứ ngồi các bạn tìm hiểu, các bạn hiểu ra được cái vấn đề cốt lõi ở đây thì các bạn làm nó đơn giản thôi. Khi các bạn đã hiểu rồi thì các bạn làm nó chỉ tích tắc. Rồi, mình đấu nốt cái sợi dây này là gì? Sợi dây là sợi dây tiếp điểm của đường AC như mình đã chia sẻ, mình đấu nốt vào cái quạt. Là chúng ta sẽ được cái phần điện 220 cho cái quạt. Về trên thực tế thì chúng ta làm cái phương án này thì mình thấy là gì? Hiệu quả mà chi phí nó thấp. Còn thực ra khi mà nó bị hư hỏng như vậy thì nếu như các bạn nào mà chúng ta đủ cái khả năng sửa chữa thì chúng ta sẽ sửa chữa lại, thì chúng ta sẽ sửa chữa cái khối công suất ở đây. Thế nhưng mà đôi khi cái khối công suất này không hề dễ sửa một tí nào các bạn nhé. Thì chúng ta loay hoay sửa chữa có thể là gì? Sẽ không được mà mất thời gian, mà có khi lại còn làm hỏng thêm. Thế mà để phương án thứ hai là chúng ta thay cả cái bo công suất cho khách hàng thì chi phí lại quá lớn, đôi khi khách hàng khó chấp nhận. Thì chi bằng chúng ta sẽ hiểu biết, chúng ta sẽ làm sang cái phương án lai chế độ chế như này. Thì cái chi phí mình nghĩ rằng chắc chắn là khách hàng nào cũng sẽ chấp nhận được so với thay một cái bo. Thì chúng ta độ chế sang đây, chúng ta sẽ thu phí của khách hàng một cái phí hợp lý để chúng ta cũng có một cái công sức, cái tiền công nó phù hợp với cái công sức của chúng ta cũng như là mang lại cái sự ổn định và bền bỉ cho khách hàng. Rồi, sau đây thì hai cái dây cuộn hút của dơ le. Hai cái dây cuộn hút của dơ le thì chúng ta sẽ hàn vào hai cái chân mà nó có cái dấu ngã ở cái cầu nắn. Thì các bạn hàn chân nào cũng được các bạn nhé. Đây là điện AC thì các bạn hàn chân nào cũng được. Sau khi hàn xong thì mình sẽ chạy thử máy xem là nó có đạt yêu cầu, là chúng ta cần phải đạt yêu cầu là gì? Block chạy thì quạt chạy, mà block nghỉ thì quạt phải nghỉ theo các bạn nhé. Đấy là cái vấn đề mấu chốt nhất mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái block nghỉ mà quạt chạy suốt ngày là không được đâu các bạn nhé. Block nghỉ thì quạt cũng phải nghỉ. Khi nào block chạy thì quạt mới cần chạy. Rồi, sau khi mình đã lai chế như này rồi thì cái dây nó hơi nhiều các bạn ạ. Chúng ta sẽ chú ý cái dơ le ra một tí. Tại vì cái dơ le này thì nó chúng ta chưa cuốn gì cả. Thôi, tốt nhất là mình cuốn nó vào cho nó an toàn. Tạm thời mình cuốn tạm ra. Còn các bạn lai chế thì các bạn phải làm sao để cho nó đảm bảo cách điện an toàn các bạn nhé. Tại vì nó còn một số chân chúng ta chưa bọc kín được. Nếu mà các bạn nào làm chuyên nghiệp ấy, chúng ta mua cái ghen nhiệt ấy, loại to to như này này. Chúng ta mua cái loại ghen nhiệt to, chúng ta đưa vào đây, chúng ta đốt cái là nó kín luôn. Rồi, sau đây thì mình sẽ kiểm tra lại chạm trần lần cuối và chúng ta sẽ tiến hành chạy thử máy các bạn nhé. Rồi, mình sẽ cắm điện vào. Mình sẽ bật máy luôn. Rồi, chúng ta sẽ theo dõi cái thành quả của chúng ta. Để cái quạt này xe ở đây một tí. Các bạn thấy là gì? Ban đầu thì cái bo 55 này nó chưa có sáng đèn lên. Như vậy là con dơ le này chưa có hoạt động thôi các bạn nhé. Các bạn phải chờ khi nào thì
Lai chế này thì nó có một cái nhược điểm một chút là có thể cái quạt nó sẽ chạy trước cái lốc một tí. Nhưng mà khi, đấy các bạn thấy chưa? Cái quạt nó chạy trước cái lốc một tí. Đấy, cái quạt cùng nóng nó đã chạy rồi đấy. Carbon 55 hoạt động và quạt cùng nóng đã chạy. Thế nhưng mà lốc vẫn chưa chạy. Nhưng mà khi mà lốc nghỉ ấy, thì cái quạt nó cũng sẽ nghỉ theo. Thông thường thì đối với các dòng inverter thì sau khi mà lốc nghỉ thì cái quạt nó sẽ giải nén thêm khoảng tầm từ 1 đến 2 phút. Sẽ giải nhiệt từ 1 đến 2 phút cái quạt cái dàn nóng, nó sẽ quay thêm khoảng 1 đến 2 phút để giải nhiệt cái dàn nóng rồi nó mới ngừng. Thì cái lốc sẽ nghỉ trước. Đấy, các bạn thấy là quạt dàn nóng đã chạy và cái bo này đã có đèn sáng lên. Đây mình che cho các bạn xem là cái đèn nó đã sáng nhá. Đó. Rồi tạm thời cái bo 55 này thì mình sẽ để tạm vào đây. Chúng ta sẽ để ý cái van tiết lưu. Các bạn cứ để ý là bao giờ cái van tiết lưu này của chúng ta gì nó khép vào thì bắt đầu lốc máy sẽ chuẩn bị chạy theo đúng nguyên bản của nó. Thì lúc đấy thì khi van tiết lưu khép vào thì bắt đầu chuẩn bị lốc máy chạy thì cái quạt mới chạy. Thế nhưng mà khi chúng ta độ chế này thì cái quạt nó sẽ chạy trước cái block một chút. Nhưng cái chúng ta cần nhất đó là khi mà block không chạy nữa thì cái quạt cũng sẽ phải nghỉ chứ không thể chạy suốt ngày được. Đấy, các bạn thấy van tiết lưu bắt đầu gì khép rồi đấy. Đấy, lốc khởi động này, các bạn thấy chưa? Đấy, lốc bắt đầu chạy rồi. Các bạn thấy ok chưa? Lúc nãy là gì? Các bạn thấy là gì? Lúc nãy là gì? Lốc không khởi động đúng không? Chờ mãi lốc cũng không, block cũng không khởi động. Các bạn thấy nó lên tốc chưa? Rồi, sau khi block nó chạy như vậy thì mình sẽ tiến hành check lỗi và các bạn xem là nó có bị lỗi E7 như lúc nãy nó không. Kêu bíp 00 thì chắc chắn không có lỗi E7 rồi các bạn nhé. Khi kêu bíp 00 chắc chắn không có lỗi gì luôn. Còn nếu nó có lỗi, đấy các bạn thấy chưa, lỗi E7 là vì mình vừa đi qua đấy. Mình bấm nhanh quá. Đấy, về 00 rồi, mình sẽ bấm cho các bạn chậm với các bạn xem này. Đấy, các bạn thấy E7 chỉ kêu bíp thôi chứ không kêu như lúc nãy. Đấy, E7 các bạn nhá. Như vậy là gì, không có lỗi gì nữa nhá. Tại sao các bạn biết là tại sao mà lốc tăng tua nhanh như vậy không? Tại vì mình đang để nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cho nên là lốc tăng tua lên rất là nhanh luôn. Mình sẽ chạy thử một tí để chúng ta sẽ xong rồi chúng ta sẽ tắt máy đi để cho các bạn xem là cái gì sau khi chúng ta tắt máy thì nó sẽ dừng cái quạt hay không. Rồi, sau đây thì mình sẽ tắt máy và các bạn sẽ theo dõi xem là cái quạt này nó có dừng không. Các bạn sẽ bấm giờ, nó sẽ chạy thêm khoảng tầm từ 1 đến 2 phút thôi. Đấy, mình đã tắt máy. Đấy, các bạn thấy là gì, quạt giàn lạnh đã dừng rồi, lốc đang giảm tốc độ rồi, lốc dừng.
phải tự mạch điện nó điều khiển dừng mới được các bạn nhé. Còn chúng ta đi tắt ad thì nó mất tiện, có vì khách hàng không phải ai đi tắt ad được, khi người ta để ad triền miên cả tháng này qua tháng khác luôn. Cho nên chúng ta phải lai chế làm sao để mạch điện nó phải tự điều khiển chạy và tự điều khiển tắt, như vậy mới là ok. Các bạn bấm giờ cái quạt giờ nóng nó chỉ chạy thêm khoảng tầm 2 phút, theo như mình sửa chữa thì mình các cái quạt giờ nóng của các cái hãng thì nó sẽ giải nhiệt thêm tầm trong vòng khoảng 1 đến 2 phút để giải nhiệt cái dàn nóng sau khi tắt máy. Đó, các bạn thấy chưa? Quạt đã dừng. Và bo 5 năm thì mất nguồn. Các bạn nhá, đây bo 5 năm bị mất nguồn rồi. Cái đèn LED không còn sáng nữa. Và cái quạt đã dừng. Rồi, các bạn thấy gì? Quá ok luôn, đúng không ạ? So với chi phí thay cả một cái bo công suất như này thì chi phí quá lớn, mà chúng ta độ chế sang cái quạt AC này thì cái chi phí là tương đối là dễ chịu cho khách hàng, cũng như là mình cam kết với các bạn là độ bền bỉ rất là cao. Và đồng thời là nếu bạn nào khéo mồm thì chúng ta có thể xin được cái quạt này về làm cái đồ để thử máy cũng nên, nên tùy vào cái khả năng khéo mồm của các bạn. Rồi, như vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn là cách chúng ta độ chế cái quạt 220V thay thế cho cái quạt 7 dây của Daikin GR32 khi mà nó xảy ra bị hư hỏng cái khối công suất điều khiển cái quạt. Thì các bạn thấy video chia sẻ của mình hay thì mỗi một bạn vào xem video clip thì hãy ủng hộ mình bằng cách là bấm like video để cho mình có thêm cái động lực. Mình sẽ làm cái video clip để chia sẻ cho các bạn cách chúng ta độ cái quạt 220 này cho cái quạt DC 5 giây để chúng ta độ cho các cái hãng khác nhau, từ hãng Mitsu hay là hãng Pana hay là gì gì. Pana thì nó ít dùng quạt DC 5 giây, Daikin R22, Daikin R410. Rồi thì là các cái hãng khác người ta sử dụng cái quạt 5 giây. Đấy. Kể cả là Fujitsu, máy Fujitsu nội địa hay là cái dòng quạt 5 giây như này. Các bạn để ý là cái quạt cục nóng mà nó sử dụng 5 giây như này. Đấy. Tuy là cái màu dây nó khác nhưng mình đã chia sẻ thì các bạn thấy là gì? Màu dây nó khác nhưng mà cái vị trí làm việc và cái tính chất làm việc thì nó giống nhau thôi. Nó chỉ thay đổi các vị trí thôi. Thế còn về cái nguyên lý của quạt DC 5 giây này thì nó cũng giống nhau. Thì mình sẽ làm video clip để chia sẻ cho các bạn này, chúng ta độ chế cái quạt 5 giây này như thế nào bằng cái quạt này. Đấy. Rồi. Như vậy là thì video cũng khá là dài rồi. Mình xin kết thúc video chia sẻ hướng dẫn ở đây. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Và xin chúc tất cả các bạn và các anh em đồng nghiệp chúng ta thành công. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và các bạn nhớ bấm like để ủng hộ mình nhé. Và bạn nào mà chưa phải là thành viên thì bấm nút đăng ký kênh để nhận được những chia sẻ mới nhất từ kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn và xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.